Vì tất cả chúng sinh ở trên đất, trong đêm tối gặp sợ hãi, thì ta hiện làm mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, đủ thứ ánh sáng để soi sáng sớm tối, hoặc hiện làm nhà cửa, hoặc hiện ra nhiều người, khiến cho họ được khỏi nạn sợ hãi. Nguyện đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, đều khiến cho họ trừ dẹp được các tối phiền não. Vì dạ thần bà San Bà Diễn Đà lại nói, vì tất cả chúng sinh ở trên đất, trong đêm tối gặp sợ hãi, thì ta hiện làm mặt trời, mặt trăng và các tinh tú đủ thứ ánh sáng soi sáng sớm tối, hoặc hiện làm nhà cửa khiến cho chúng sinh được an ổn, hoặc thị hiện ra rất nhiều người khiến cho chúng sinh khỏi nạn sợ hãi. Ta nguyện đem căn lành này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ trừ diệt được các tối phiền não. Tất cả chúng sinh thương tiếc mạng sống, thích danh vọng, tham tiền tài, coi trọng chức quan, chấp trước nam nữ, luyến ái thể thiết, chưa thỏa lòng mong cầu, sinh nhiều lo sợ, thì ta đều cứu giúp khiến cho họ lìa khổ. Vì người đi vào núi nguy hiểm mà gặp nạn, thì ta làm thiện thần hiện thân gần gũi, hoặc hiện làm chim đẹp hót tiếng hay để làm cho họ vui, hoặc làm thuốc hay ánh sáng chiếu soi chỉ chỗ có trái cây, chỉ chỗ có giếng nước suối nước, chỉ con đường tránh, chỉ chỗ đất bằng phẳng, khiến cho họ lìa khỏi các hoạn nạn. Vì người đi nơi đường hiểm hoang dã, rừng rậm quấn quýt ngăn trở, mây dày đen tối mà sợ hãi, thì ta thị hiện cho họ con đường tránh, khiến cho họ được thoát khỏi. Ta bèn nghĩ như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh đốn rừng rậm tà kiến, chặt đứt lưới tham ái, ra khỏi đồng hoang sinh tử, diệt phiền não đen tối, đi vào con đường tránh bằng phẳng nhất thiết trí, đến nơi rốt ráo an lạc không sợ hãi. Tất cả chúng sinh thương tiếc mạng sống, hoặc thích danh vọng, hoặc tham tiền tài, hoặc coi trọng chức quan, hoặc chấp trước nam nữ, hoặc luyến ái thề thiếp, buông bỏ tình ái chẳng được, họ chưa thỏa lòng mong cầu, sinh nhiều lo sợ, thì ta đều cứu giúp họ, khiến cho họ lìa khỏi tất cả khổ não. Ta lại vì người đi vào núi nguy hiểm mà gặp nạn, thì ta làm thiện thần hiện thân gần gũi, hoặc hiện làm chim đẹp hót tiếng hay để làm cho họ vui, hoặc làm thuốc hay ánh sáng chiếu soi họ, chỉ chỗ có trái cây, chỉ chỗ có giếng nước và suối nước, khiến cho họ được uống nước mà hết khát, lại chỉ cho họ con đường tránh, chỉ chỗ đất bằng phẳng, khiến cho họ lìa khỏi các hoạn nạn. Ta lại vì người đi nơi đường hiểm hoang dã, rừng rậm quấn quýt ngăn trở, mây dày đen tối mà sợ hãi, thì ta chỉ cho họ con đường tránh, khiến cho họ được thoát khỏi. Sau đó ta bèn nghĩ như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh đốn ngã rừng rậm tà kiến, chặt đứt lưới tham ái, ra khỏi đồng hoang sinh tử, diệt trừ phiền não đen tối, đi vào con đường tránh bằng phẳng nhất thiết trí, đạt đến nơi rốt ráo an lạc không sợ hãi. Đoạn này miêu tả rất nhiều giai đoạn khác nhau, cũng ẩn thị đủ thứ cảnh giới của đất tâm. Rừng rậm hoang vắng trong đất tâm, mây đen tối dày đặc là đầy rẫy tà ác gian xảo, khiến cho chúng sinh chẳng có chỗ nương tựa mà mất đi con đường tránh giác. Đây cũng là đủ thứ cảnh giới pháp môn trong đất tâm và nhiệm vụ Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh ưa chấp cõi nước mà sầu khổ, thì ta dùng phương tiện khiến cho họ sinh nhảm lìa. Bèn nghĩ như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đừng chấp trước các uẩn trụ cảnh giới tát bà nhạ của tất cả chư Phật. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh ưa chấp cõi nước mà sinh ra lo sầu lo khổ não, thì ta dùng pháp môn phương tiện khiến cho họ sinh tâm nhảm lìa. Sau đó ta bèn nghĩ như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đừng chấp trước các uẩn sắc thọ tưởng hành thức mà an trụ nơi cảnh giới tát bà nhạ của tất cả chư Phật. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh ưa chấp tụ lạc, tham ái nhà cửa, thường ở chỗ đen tối thọ các khổ, thì ta vì họ thuyết pháp khiến cho họ sinh nhảm lìa, khiến cho được pháp đầy đủ, khiến cho họ nương pháp mà trụ. Bèn nghĩ như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều không tham ưa tụ lạc sáu nơi, sớm độ thoát khỏi cảnh giới sinh tử, do giáo an trụ thành nhất thiết trí. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh ưa chấp vào tụ lạc, tham ái nhà cửa phòng ốc, không được tại tâm mãn nguyện, thường ở chỗ đen tối thọ các đau khổ, thì ta vì họ thuyết tất cả pháp vô thường, khiến cho họ sinh tâm nhảm lìa hoàn cảnh,
khiến cho được pháp đầy đủ, khiến cho họ nương pháp mà trụ. Sau đó ta bèn nghĩ như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều không tham ưa tụ lạc sáu nơi, sắc thanh hương vị xúc pháp, sớm được thoát khỏi cảnh giới sinh tử, do giáo an trụ thành nhất thiết trí, tức là thành niết bàn không sinh không diệt. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh đi trong đêm tối, mê hoặc mười phương, nơi đường bằng phẳng sinh tưởng hiểm nạn, nơi đường hiểm nạn sinh tưởng bằng phẳng, lấy cao làm thấp, lấy thấp làm cao, tâm họ mê hoặc sinh đại khổ não, ta dùng phương tiện ánh sáng chiếu họ. Nếu người muốn thoát ra, thì ta chỉ cửa nẻo cho họ. Nếu người muốn đi, thì ta chỉ đường cho họ. Muốn qua sông, thì ta chỉ cây cầu. Muốn qua sông biển, thì ta cho thuyền bè. Người thích xem phương hướng, thì ta chỉ cho họ chỗ khỏi an nguy. Người muốn nghỉ ngơi, thì ta chỉ cho họ chỗ thành ấp có nước, có cây, bèn nghĩ như vậy. Như ta chiếu trừ đêm tối nơi đây, khiến cho các việc thế gian đều được tuyên dương rõ ràng. Ta nguyện dùng ánh sáng trí huệ đều chiếu soi khắp tất cả chúng sinh ở trong đêm dài đen tối vô minh. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh đi trong đêm tối mê hoặc mười phương nơi đường bằng phẳng, thì nghĩ tưởng hiểm nạn khó khăn, nơi đường hiểm nạn thì nghĩ tưởng bằng phẳng, lấy cao làm thấp, lấy thấp làm cao, tâm họ mê loạn, nghi hoặc sinh đại khổ não. Lúc đó ta dùng pháp môn phương tiện ánh sáng chiếu soi đến họ. Nếu người muốn thoát khỏi ba cõi, thì ta chỉ cửa nẻo cho họ. Nếu người muốn đi, thì ta chỉ đường cho họ đi. Muốn qua sông, thì ta chỉ cây cầu cho họ. Muốn qua sông biển, thì ta cho họ thuyền bè. Người thích xem phương hướng, thì ta chỉ cho họ chỗ khỏi an nguy. Người muốn nghỉ ngơi, thì ta chỉ cho họ chỗ thành ấp, có nước, có cây. Sau đó ta bèn nghĩ như vậy. Như ta chiếu trừ đêm tối nơi đây, khiến cho các việc thế gian đều được tuyên dương rõ ràng. Ta nguyện dùng ánh sáng trí huệ đều chiếu soi khắp tất cả chúng sinh ở trong đêm dài đen tối vô minh. Do đó có thể biết, Bồ Tát vận dụng đủ thứ phương tiện giáo hóa chúng sinh. Các ngài thường hóa thân làm mặt trời, mặt trăng, tinh tú, núi biển, sông hồ, cầu đường, nhà cửa, cây cối, hoa quả, tùng lâm, hoặc động vật khác nhau, mục đích đều muốn khiến cho chúng sinh được an lạc. Các chúng sinh đó không có mắt trí huệ, bị tâm tưởng thấy điên đảo che phủ, tưởng vô thường cho là thường, không vui cho là vui, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh, kiên cố chấp trước pháp ta, người chúng sinh, quẩn giới xứ, mê hoặc nhân quả, chẳng biết thiện ác, giết hại chúng sinh, cho đến tà kiến bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính bậc sư Sa Môn và Bà La Môn, chẳng biết người ác, chẳng biết người thiện, tham trước việc ác, an trụ pháp tà, hủy báng Như Lai, phá hoại bánh xe chánh pháp, sỉ nhục thương hại các Bồ Tát, khinh đạo đại thừa, dứt tâm Bồ Đề. Đối với người có ơn, ngược lại thêm lòng giết hại. Đối với người vô ơn, thường mang lòng oán kết, hủy báng hiền thánh, gần gũi bạn ác, trộm vật của chùa tháp, làm tội ngũ nghịch, chẳng bao lâu sẽ đọa vào ba đường ác. Tôi nguyện sớm dùng đại trí quang minh phá vô minh đen tối của các chúng sinh đó, khiến cho họ mau phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Khi phát tâm rồi, sẽ chỉ bày thừa phổ hiền, mở đạo thập lực, cũng chỉ bày cho họ cảnh giới Như Lai pháp vương, cũng chỉ bày thành nhất thiết trí của chư Phật, hạnh tu của chư Phật, tự tại của chư Phật, thành tựu của chư Phật, tổng trì của chư Phật, cùng đồng một thân của tất cả chư Phật, nơi bình đẳng của tất cả chư Phật, khiến cho họ an trụ. Tất cả chúng sinh đó không có con mắt trí huệ, bị màng vọng tưởng tà chi tà kiến điên đảo che phủ. Họ tưởng vô thường cho là thường, không vui cho là vui, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tịnh. Bốn đức niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Nhưng chúng sinh điên đảo thị phi chẳng rõ sự lý. Họ kiên cố chấp trước vào bốn tướng ta người chúng sinh thọ mạng và năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, 18 giới, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, ở giữa sinh già nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thể thức thần thức ý thức, 12 xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp,
Họ mê hoặc nhân quả, chẳng biết thiện ác, vì lợi ích của chính mình mà giết hại chúng sinh khác. Tệ hại nhất là hoan hỷ tà tri tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính bậc Sa môn và Bà la môn, tu hạnh thanh tịnh. Họ chẳng biết người ác, chẳng biết người thiện, tham ái chấp chấp việc ác, suốt ngày đến tối ăn uống chơi bời, an trụ pháp tà, hủy báng Phật, phá hoại bánh xe chánh pháp. Họ sỉ nhục mắng chửi thương hại các Bồ Tát, khinh đại thừa Phật đạo, dứt tâm Bồ đề. Đối với người có ơn ngược lại thêm lòng giết hại, thế giới này đầy rẫy những người này. Đối với người vô ơn, trong tâm thường mang lòng kiều oán kết thù. Họ hủy báng bậc hiền thánh, gần gũi bạn ác, trộm cắp vật dụng của chùa tháp, làm tội ngũ nghịch, giết cha giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Chẳng bao lâu sẽ đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tôi nguyện sớm dùng đại trí quang minh để phá tan vô minh đen tối của các chúng sinh đó, khiến cho họ mau phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi phát tâm rồi, ta sẽ chỉ bày thập phổ hiền, mở đạo thập lực, cũng chỉ bày cho họ cảnh giới của Như Lai Pháp Vương, đồng thời cũng chỉ bày thành nhất thiết trí của chư Phật, hạnh tu của chư Phật, tự tại của chư Phật, thành tựu của chư Phật, tổng trì của chư Phật, cùng đồng một thân của tất cả chư Phật, mười phương ba đời, nơi bình đẳng của tất cả chư Phật, khiến cho họ an trụ ở trong đó. Đoạn này vị dạ thần tường thuật lại bệnh phiền não của chúng sinh, sau đó phát nguyện muốn giúp đỡ họ diệt trừ tà tri tà kiến, khiến cho họ sớm đến được nơi an lạc rốt ráo. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh hoặc bị bệnh trói buộc, hoặc bị già xâm lấn, hoặc bị khổ bần cùng, hoặc gặp hoạn nạn, hoặc phạm vương pháp, bị bắt giam sẽ thọ hình, không chỗ nương tựa sinh lòng sợ hãi, thì ta đều cứu giúp. Lại nghĩ như vậy, ta nguyện dùng pháp nhiếp khắp chúng sinh, khiến cho họ giải thoát tất cả phiền não, sinh già bệnh chết, lo sầu khổ hoạn. Cần thiện tri thức, thường tu pháp bố thí, siêng tu nghiệp lành, mau đắc được pháp thân thanh tịnh của Như Lai, trụ nơi rốt ráo không biến đổi. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh hoặc bị bệnh trói buộc, hoặc bị già xâm lấn, hoặc bị khổ bần cùng, hoặc gặp thiên tai nhân họa, đủ thứ các tai nạn, hoặc phạm vương pháp, sẽ bắt giam, sẽ phải thọ hình phạt, không chỗ nương tựa, sinh lòng sợ hãi, thì ta đều cứu giúp họ, khiến cho họ được an ổn. Sau đó ta lại nghĩ như vậy, ta nguyện dùng Phật pháp nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ giải thoát tất cả phiền não, sinh già bệnh chết, lo sầu khổ hoạn, khiến cho họ gần gũi thiện tri thức, thường tu hành pháp bố thí, sinh tu nghiệp lành, mau đắc được pháp thân thanh tịnh của Như Lai, mà trụ nơi rốt ráo không biến đổi, tức là thành Niết Bàn. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh vào rừng rậm tà kiến, trụ nơi tà đạo, nơi các cảnh giới hít khởi tà phân biệt, thường tạo nghiệp thân miệng ý bất thiện, vọng tưởng làm đủ thứ các khổ hạnh tà kiến, chẳng chánh giác mà sinh tưởng chánh giác, chánh giác mà sinh tưởng chẳng chánh giác, do ác tri thức nhiếp thọ nên khởi ác kiến, sẽ đọa vào đường ác. Ta dùng đủ thứ các môn phương tiện để cứu hộ họ, khiến cho họ trụ chánh kiến, được sinh trong trời người. Ta lại nghĩ như vậy, như ta cứu các chúng sinh sắp bị đọa vào đường ác, ta nguyện cứu khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ được giải thoát tất cả các khổ, trụ ba la mật, đạo xuất thế của bậc thánh, được không thối chuyển nơi nhất thiết trí, đầy đủ nguyện phổ hiền, gần nhất thiết trí mà chẳng xả lìa các Bồ Tát hạnh, thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, tất cả chúng sinh vào rừng rậm tà kiến, trụ nơi tà đạo, nơi các cảnh giới khởi tà kiến phân biệt, thường tạo nghiệp thân miệng ý bất thiện, vọng tưởng làm đủ thứ các khổ hạnh tà kiến, chẳng chánh giác mà sinh tưởng chánh giác, chánh giác mà sinh tưởng chẳng chánh giác, bởi vì họ do ác tri thức nhiếp thọ khống chế, nên sinh khởi kiến giải tà ác, tương lai sẽ đọa vào ba đường ác. Ta bèn dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để cứu hộ họ, khiến cho họ trụ nơi chánh tri chánh kiến, được sinh trong trời người. Sau đó ta lại nghĩ như vậy,
như ta cứu các chúng sinh đó sắp bị đọa vào đường ác, ta nguyện cũng cứu khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ được giải thoát tất cả các khổ ác, trụ nơi ba la mật đạo xuất thế của bậc thánh, được không thối chuyển nơi nhất thiết trí, đầy đủ nguyện phổ hiền gần nhất thiết trí, mà chẳng xả lìa các Bồ Tát hạnh, thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sinh.